Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của chân như mà học là học trí nhất thiết trí trăng, vì sự tận của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà học là học trí nhất thiết trí trăng. Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của chân như mà học là học trí nhất thiết trí trăng, vì sự ly của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự diệt của chân như mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự diệt của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô sanh của chân như mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô sanh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô diệt của chân như mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô diệt của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì bản lai tịch tịnh của chân như mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì bản lai tịch tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì tự tánh niết bàn của Trơn như mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì tự tánh niết bàn của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà học là học trí nhất thiết trí chăng bạch thế tôn nếu đại bồ tát vì sự tận của thánh đế khổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự tận của thánh đế tập diệt đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự ly của thánh đế khổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự ly của thánh đế tập diệt đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự diệt của thánh đế khổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự diệt của thánh đế tập diệt đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô sanh của thánh đế khổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô sanh của thánh đế tập diệt đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô diệt của thánh đế khổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô diệt của Thánh đế Tập diệt đạo mà học là học trí nhất thiết trí trang nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Thánh đế khổ mà học là học trí nhất thiết trí trang vì bản lai tịch tịnh của Thánh đế Tập diệt đạo mà học là học trí nhất thiết trí trang nếu đại bồ tát vì tự tánh niết bàn của thánh đế khổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì tự tánh niết bàn của thánh đế tập diệt đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng